bóp hai bên á, đừng bóp yếm. Yếm à? Ui, ôm cặp luôn hả Duyên? Nè, hai đứa nó ôm nhau luôn. Hai con ôm nhau luôn. Ôm trên con dưới nè. Cô gần trắng nha mọi người. Con cô này cô gần trắng nha. Nó cũng trọng với nó không. Nó không nhỏ, bắt không được rồi. Bắt được, cua cả đó là bắt được rồi. Chào mọi người. Người lại tiếp tục bằng bằng 1 cảnh 100 nữa mọi người. Bữa nay hai chị em đi thăm lờ đó mọi người. Tại vì góc này cua nó lớn rồi á. Chung quá mọi người. Cua nó lớn rồi mình nên mình bắt để thôi, nó lột quá nó mình không bắt nó đi chết. Bây giờ hai chị em mình đi cướp vỏ. Xuồng huyền thoại của hai chị em mình rướn hồi bỏ luôn á. Hôm qua nữa đó rướn hồi lủng luôn. Nhìn xuống trước đi, tôi xuống bên đó. Chìm bây giờ. Ui thắng thằng ơi, nó lé lé nước rồi kìa. Chìm bây giờ đây nè. Cô lấy gì bơi, bỏ dầm lên đi bơi. Nhổ dầm luôn đây. Trời ơi là trời. Giống ăn cơm không có đũa gì trời. Nhớ hôm qua mày ốm lắm sao bữa nay mập quá vậy. Ăn cơm, đặt cua mấy bữa chú quá ăn cua không mà gặp thùng. Trên chiếc xuồng ba lá tiếp tục hành trình, có hai cô gái ngồi bơi. Ui dồi dồi được rồi, cái gì nè nó căng. Chìm rồi hả? Chị nào chìm đi gì hả? Chìm lúc đó chìm rồi còn sợ gì nữa, kêu chị nào chìm đi hả sợ. Thì cái xuồng nó chìm mà có một khi mà có anh nào ngồi ngay giữa nó là nó dẫn cái xuồng ha. Căng thần độ pH. Thuốc trên đó. Bữa nay đặt xa trên chút. Bơi hơi lâu chút. Phao nổi đầy chứ. Ui trời 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 trời. Sao nghiêng như vậy? Nghiêng có khi nào đi tàu lặn không? Tới cái lờ mọi người, cái lờ đầu tiên luôn nè. Cái đầu tiên này có không? Tối làm gì không? Mở nè. Dạng sự thì khởi đầu nan mà. Gian nan bắt đầu nản. Cuốn. Có nè. Có đựng con nè. Không? Có mà. Nhỏ quá thả đi. Có cái đầu mà có là hay mừng rồi. Có đó. Mà con cua nó nhỏ hơn cục mỏi nè. Cái tấm. Đố con Duyên nè. Tao có chuyện để đố nè. Đố con Duyên cái gì mà có gì, con gì có chân mà không biết đi. Cái hay là con? Con. Con gì có chân mà không biết đi. Đố tất cả mọi người, mọi nhà, con gì có chân mà không biết đi. Cả nhà bấm vô trả lời, bình luận trả lời nghe mọi cả nhà. Con mà có chân là không, mà nó không đi là con chuột á. Ủa chuột có 4 chân chạy dù dù mày thấy không?
Ủa con chuột ấy mà. Chuột gì? Chuột bằng phím mà. Ủa, chuột bằng phím có chân không? Có không? Không. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thôi chưa? Ui có nữa kìa. Sao cô nhỏ không vậy trời? Có một con mà cô nhỏ không à? Cô bự chứ không nghe bắt mẹ hết rồi. Bắt cua hết rồi. Thả lại thả nữa. Thả nữa mọi người. Đụt đời. Vô. Vô nó sạc xài ngang à. Có thả con cua nó muốn xe ke học me luôn. Nhìn muôn nè. Muôn. Mình đi hai da đi cái con muôn nó chạy theo nè mọi người. Nó theo canh hai chị em mình. Coi chuột nó con la. Chạy mệt le lưỡi như chó vậy trời. Gà chưa? Chưa. Trời ơi. Nói coi. Thôi, chấm chấm để đó. Rồi cái gì nữa ta? Đố nè. Cái gì có chân mà nó cũng không đi. Có chân không đi à? Ờ, nó có chân mà nó không chịu đi. Ghế. Chân ghế. Chà. Cái gì nãy mới nghe là ta. Tới tay ta lại. Đố nè, có răng mà nó không có cái miệng. Có răng mà không có miệng hả? Ờ, có răng mà nó ăn mà nó không có cái miệng. Lưỡi cưa. Trời, thắng à, thắng hai ha. Ê, con này có vua nè. Có hai con luôn. Nhìn hai con cua luôn mọi người. Mà không có con nào bắt được chứ. Nhỏ quá. Thả hết luôn. Đố viên gì chứ trên trên đất nước à, ở trên đất nước có vùng nào mà không có con gái. Cái này không nghe đố rồi nè. Vậy rồi nè. In đèn đèn đèn. Hồi nãy là tôi ăn bà hai rồi đó nghe. Bà nãy bà chưa thua tôi đó, bà thua tôi rồi đó. Hồi nãy có chân là không có đi là bà, cái gì? Có chân mà không biết đi. Con gì có chân mà không có chân mà không biết đi là biết con gì không? Ừ. Gì? Con nít. Có chân nữa chưa đi được. Con nít mới đẻ. Gì vậy vậy? Ủa gì với con chì có chân mà biết đi, chỉ có con nít nó mới đẻ là nó biết chưa biết đi thôi. Con người mới đúng đó. Nó cũng là con vậy. Có khi nào mà nó kêu bằng cái gì không? Con người. Con nít. Rồi ra luôn. Không có con cua nào ở đó mà đố. Đó. Con nó chắc cái bọng hay gì ha. Cái mộng mì mèo. Nhìn màu là biết rồi. Thầy cua mà không biết gì hết. Mềm dữ rồi. Nhìn là biết mềm nào thế mọi người. Em không phải nói chứ em là nàng cua nè mọi người. Ừ. Cái màu nó xanh đó. Rồi cẩm một cái nữa. Chắc cẩm tới chiều vậy mới đói luôn quá trời. Sao tẩm hoài vậy? Đặt nó thả chứ. Đặt nó lên thả mà. Bây giờ chưa thấy gì gọi là chưa có chối được con nào nha. Kiểu này mau vô nhà lắm nè. Chắc kịp mưa mà. Này chắc vô trước trời mưa quá. Trước thiệt.
Bữa nay mày mặc đồ đỏ mà tại sao không đỏ như vậy Duyên? Không có mặc đồ đen nha. Mà không dính con nào chứ luôn. Ê, mặc đồ đen mà không có cua thả lại luôn chứ đừng cái đây mà cua bắt nha. Lụm liền, lụm dây liền. Có nữa đó mà cua nhỏ nữa quá. Ý trời đất ơi, được con bắt được rồi. Lụm con đầu ơi. Ai con này gì vậy nè. Lụm con đầu ơi. Ừ, đó. Thì sao mỏ tay dưới ta? Sao vậy? Ấy, tay mỏ. Mấy mày quay cho tao ấy. Rồi mày chết chừng nào rồi. Tới tối cũng vậy rồi à. Trời trời chộp kìa. Trời ơi con này nó chắc gì lắm luôn. Đứa nữa nè. Nhúng lên đó. Cua quá trời, cua bự mọi người ơi. Đây nãy giờ quên bỏ này luôn người ta. Bỏ gì? Bữa nay đem cái nồi dây cũng bự quá trời mà lấy diện cũng đầu tư cái cùi dây quá. Lấy ít thì có chó nhiều. Ham hố đem dây ra giữ. Đừng có mưa ông ơi. Dây hơi dài quá. Ừ. Tôi tính chữ chối cua kình không á chứ. Mà ở đây hơi chở quẻ ăn chút. Cua nhỏ cua không qua chối luôn. Dạ. Nãy giờ được con bò hả? Tới lạ luôn rồi đó. Tôi dích tới lạ luôn rồi đó. Giỏi dích vậy hoài đi. Dích cho mau vô tới nhà trời mưa tới rồi. Không thấy gì luôn. Rồi dích tới không có con nào luôn. Tới cái là hên đấy sợ luôn. Chỉ như sao. Sửa lắm là lại để thôi. Thấy bên kia chai nhiều hơn bên đây rồi đó. Bị niễn rồi đó. Nghiêng rồi. Ừ. Tại mình để chai qua bên xéo bên này nè. Kìa. Nặng ha. U. Được rồi, sáng ăn cơm được rồi. Con ngày sáng ăn cơm được rồi. Nghỉ mua cháo ăn. Em ơi, bự rồi. Hả? Đi đâu đứng đó cái con. Không có này thấy chắc mà. Bóp hai bên á, đừng bóp yếm. Nghĩ bóp luôn đi. Chắc không? Trong dưới ta. Chắc không? Đụng muốn que vậy. Đừng bóp yếm. Có bóp đâu. Ừ. Ta đụng vô gì cũng được á. Bóp hai bên á. Bóp miếng nó tiêu của quý của nó. Bóp ngay CO vậy. Trời ơi, cua nè mọi người ơi. Kìa kìa kìa. Kìa không giữ à. Chị Đương mới có cái bọc không trời. Quá trời. Cua này nãy giờ bơi nãy giờ đường con này là con thứ hai. Cho anh kêu con A khẩu luôn vậy đó chị. Trời mát rồi đổ đại cái nón xuống cho mát. Không thấy mặn gì luôn. Cái này
bên đó đi. Rồi đi. Được con rồi đó mọi người. Trời. Ào ào nước vô dữ vậy. Ừ, không có gạo tát nha. Gạo có đâu. Gạo đi nè. Không có gạo là xỉu luôn á. Kìa, cái thịt lội nó quậy đó kìa. Không là không có gì, tao nghĩ tao bà khía rồi. Ui, ôm cặp luôn hả Duyên? Nè, hai đứa nó ôm nhau luôn. Hai con ôm nhau luôn. Con trên con dưới nè. Con đựng cái này nè mọi người, nguyên cặp luôn nè. Chàng ơi, nhả ra, thả ta ra. Thấy rồi mà con thả, con ôm dữ gì. Ui, nè. Con thả người ta thấy hả? Rồi sao? Cô ôm cặp đó mọi người. Bùi trời nè. Sao không buông người ta ra, chàng không mắc cỡ gì trên kìa. Ồ, bắt con kia luôn Duyên ơi. Ừ, nhiều nó chắc lắm á. Cua bắt cặp á mọi người. Với hai con nó còn dính với nhau luôn á. Ê, nó cắn con kia rồi. Cắn con kia. Làm sao? Chụp nó. Trời ơi. Cô gần trắng đó mọi người. Con cô này cô gần trắng nha. Nó cũng trọng với nó không. Nó cũng không nhỏ, bắt cũng được rồi. Bắt được, cua cả đó là bắt được rồi. Bắt đi, cho có cua với ta. Ừ. Hái giờ thả không. Mỗi bữa còn lựa còn chọn nè. Bữa nay hốt hết. Chụp trọng là bố hốt hết. Thả về ăn cháo sao? Chỉ tiêu của mẹ là 10 con trở lên mà không ít quá à, mẹ về mẹ la. Mà dưới 10 con họ bắt ba khía dục vô luôn. Ba khía không có để bắt nữa. Ngày sao bắt được? Ba khía chỉ bắt bằng đêm được. Chắc hả? Chắc không? Không mưa. Ừ. Nói rồi nó xuông luôn đi, nó chấm phết cho ai biết, nói cái ngừng rồi ai biết. Ủa người ta nói thấy chứ không mưa. Chứ có nói là thấy chứ không chắc đâu. Nói nè, thấy chứ hỏng. Thấy chứ hỏng. Ai biết? Bắt con này luôn hả? Bắt luôn đi. Con nó chắc lắm. Con nó ngon lắm. Đương đương cặp, ôi con nó là gạch vàng luôn đó. Con nó là ngon dữ luôn đó. Em này nhỏ, chó còn nhỏ nữa. Thế cưng à, tính tên gì được không? Nào ta muốn ngoài mấy vòng ngoài nè. Nói đi, mùi nói như bữa giăng lưới vậy đi. Làm cho con cái phát. Làm cho con phát một cái đau điếng luôn. Nẹo gãy càng nhỏ luôn. Trời, chuyến này là mưa thiệt rồi đó nha. Mưa lẹ vô. Ủa nãy nó hồi thấy gì không mưa mà. Ủa tụi nó không mưa đâu chứ. Mưa đây chứ có mưa đâu đâu. Lưới không sương nữa đó. Nhưng nó không có mưa chỗ khác thôi. Chứ tụi con nó không mưa. Ôi chắc không mưa chỗ mình đâu đó. Thấy vậy chứ ông trời ông đổ vô nhà mới hết mới mưa thôi. Tôi cũng coi coi có độ không ha. Đó, được con rồi. Được con. Con này sao? Coi ai, coi kỹ đi. Đeo kính hiển vi rồi vô coi. Mới quên chắc có mắt kiến đi.
giờ nó cạo cùng ngụn luôn, không thấy gì sao luôn á. Ừ. Ra cho ta đi, bò vô hoài đi. Bắt tay trái luôn. Ủa tao phải mà. Chị ơi. Mèo mèo hả? Tao kiếm nó mềm người thủng cái vô. Thả đi. Ở là mọi người thấy con cua nè. Cua nhỏ mềm mọi người ơi. Gì mà nó mềm nè. Thả ra. Cái mà thủng. Dưỡng cua gạch. Mà nó cũng có là nó cũng có hộp ở đó trong ơi. Nó là đếm á gì vậy? Mà kiếm nó vừa dịch á thủng vô liền nhé. À, mới có dịch rồi á. Chắc cua bữa đó dính á. Ngay chỗ này nè. Chắc vậy chứ gì. Ừ. Thủng. Ê hồi là mình nghiêng qua mà để mình đang mới sợ nó lật quá mày. Mấy cái kia để bên đây rồi để hai bên á. Chắc hai bên à. Ừ. Sợ hồi nó lật luôn, nó lật chìm xuồng luôn á. Có được một con nhỏ, cũng nhỏ xíu xíu luôn. Cái cuối cùng này nó có con mắt một con này vô. Thôi hai chị em mình thăm lại đấy nè, được nhiêu đây nè mọi người. Giờ mưa rồi, hai chị em mình bơi lẹ vô. Cái này thu nhập ít quá mọi người ơi, được có 4 con à. Thôi giờ hai chị em mình bơi vô lẹ vô để chờ mưa. Mong mọi người đón xem và ủng hộ hai chị em mình video tiếp theo nha mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.